hiệp 1 của trận đấu chính thức bắt đầu. Mục đích của hai đội bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay chắc chắn là 3 điểm rồi. Đưa bóng vào. Olaha xoay trở tốt, sút không vào, và cú đua của Nguyễn Philip. Đội đầu tiên trận đấu đã thuộc về đội khách. Công an Hà Nội và phải success. Vẫn là success. Làm gì đây? Đưa bóng vào. Olaha xoay trở dứt điểm. Rất đáng tiếc. Thêm một cơ hội nữa dành cho Sông Lam Nghệ An và cho cá nhân của Olaha. Vẫn còn. Julio Zanio. Quang Hải dứt điểm. Bung vào. Đá chìm sệt căng và ấn tượng tới Hồ Tấn Tài. Quang Hải đánh đầu không được, bóng lập bập. Quả đá phạt góc tiếp theo. Liên tục là những quả đá phạt góc dành cho công an Hà Nội. Trong một trận bế tắc thì luôn luôn phải nhìn về hướng của những ngôi sao. Ngôi sao nào sẽ có thể tỏa sáng. Giovane không, đấy là Jefferson Elias. Rồi đấy rồi, vào. 1-0. 1-0 dành cho công an Hà Nội. Như vậy là có vẻ như với cái giơ tay của không công nhận bàn thắng trọng tài, Jefferson đã rơi vào thế biệt vị. Cánh tay của Jefferson đã ở dưới hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Những cái ngón tay thôi. Rất nguy hiểm. Mario Cevic là người để mất bóng và đây là cơ hội. 1-0 dành cho Hà Nội. Lần này thì không có tình huống phạm lỗi nào nữa cả. Mạnh Quỳnh khá nguy hiểm, cơ hội đấy rồi. Bàn thắng dành cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Zebic đã chưa thể lập công chuộc tội, nhưng chúng ta cũng sẽ được xem lại tình huống cụ thể này. Đây là một trận đấu có va. Liệu có hiệu quả hay không? Quang Hải vào. 2-0. Vẫn là Quang Hải, trận sút đội tốt nhất. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-0, với những bàn thắng được ghi do công của Vũ Văn Thanh và bàn đá phạt đẹp mắt của Quang Hải. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.